áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con đến với môn học tiếng Việt 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau hoàn thành các câu hỏi có trong bộ bài tập tiếng Việt 2, tập 2 nhé. Và buổi hôm nay của chúng ta như sau. Tuần 28, bài 18 với chủ đề Thư viện biết đi. Bây giờ các con cùng mở vở ra và tập trung theo cô nhé. Bài hôm nay của chúng ta khá là dài như sau. Trước hết, các con sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên cho cô này. Nội dung câu hỏi số 1 nằm ở trang 43 như sau. Dựa vào bài đọc, nối tên thư viện ở cột A với vị trí phù hợp ở cột B. Các con quan sát cho cô hai cột AB nhé. Với mỗi cột thì chúng ta có 3 hàng như sau. Cột A này, ý thứ nhất, thư viện Lovoser của Đức. Ý thứ hai, nhiều thư viện ở Phần Lan. Và ý cuối cùng, một thư viện ở Châu Phi. Tương ứng với cột B, chúng ta cũng có 3 ý như sau. Ý thứ nhất, đặt trên những chiếc xe buýt cũ. Ý thứ hai, đặt trên lưng lạc đà. Và ý thứ ba, đặt trên một con tàu biển. Bây giờ, các con cùng suy nghĩ và nối cho cô ý ở cột A với cột B để tạo thành một câu phù hợp nhé. Và sau đây chính là đáp án của cô cho câu hỏi số 1, các con cùng quan sát nào. Đáp án như sau. Thư viện Lovoser của Đức đặt trên một con tàu biển. Ý thứ nhất của cột A, các con nối với ý thứ ba của cột B nhé. Tiếp tục, nhiều thư viện ở Phần Lan đặt trên những chiếc xe buýt cũ. Ý thứ hai của cột A, các con nối với ý đầu tiên của cột B nhé. Và cuối cùng chính là câu còn lại này. Một thư viện ở Châu Phi đặt trên lưng lạc đà. Ý thứ ba của cột A sẽ nối với ý thứ hai của cột B. Và các con hãy dùng thước nối thật thẳng cho cô nhé. Hoàn thành xong câu hỏi số 1, chúng ta đi tìm hiểu câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 nằm ở trang 43, nội dung câu hỏi như sau. Vì sao các thư viện trên được gọi là thư viện biết đi? Các con sẽ trả lời câu hỏi số 2 như thế nào? Liệu có phải là thư viện có chân như chúng ta hay không? Rất không hợp lý đúng không nào? Và với câu hỏi này thì các con sẽ trả lời như sau. Vì các thư viện được miêu tả như những con vật, đồ vật. Rồi, vậy thì câu hỏi số 3 sẽ hỏi chúng ta những gì nhỉ? Các con quan sát nhé. Câu hỏi số 3 này. Theo em, thư viện biết đi có tác dụng gì? Các con nghĩ là thư viện biết đi sẽ có tác dụng gì? Sẽ thuận tiện cho chúng ta khi tìm sách vở này, hay là sẽ có những công dụng nào khác hay không? Các con cùng suy nghĩ trả lời nhé. Còn với cô này, cô sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. Thư viện biết đi có tác dụng giúp mang sách đến với người đọc. Bất kể một thư viện nào cũng đều có tác dụng là mang sách đến với mỗi chúng ta, được không nhỉ? Các con cùng chuyển sang câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4 nằm ở trang 44, yêu cầu các con xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn và cô thích hợp. Chúng ta có các từ trong ngoặc đơn như sau. Thư viện, thủ thư, đọc, tàu biển, nằm im, băng qua, xe buýt và cuối cùng là lạc đà. Bây giờ các con cùng quan sát vào hai cột cho cô nhé. Cột đầu tiên của chúng ta đó là các từ ngữ chỉ sự vật và cột thứ hai là các từ ngữ chỉ hoạt động. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và sắp xếp các từ vào mỗi cột cho phù hợp nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đối chiếu với đáp án nào. Với cột từ ngữ chỉ sự vật, có những từ như sau. Thư viện,
thủ thư, tàu biển, xe buýt và lạc đà. Vậy các từ còn lại sẽ được xếp vào cột từ ngữ chỉ hoạt động. Đọc, nằm im và băng qua. Các con hoàn thành mở hai cột cho cô thật nắn nót nhé. Còn câu hỏi số 5 sẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nào. Câu hỏi số 5 yêu cầu các con điền giờ hoặc gì vào chỗ trống. Chúng ta có tất cả là 6 chỗ trống với các từ như sau. Du lịch, giúp đỡ, giao tiếp, giúp đỡ, dạy bảo và dòng kẻ. Bây giờ các con cùng suy nghĩ cho cô xem chỗ nào sẽ điền giờ và chỗ nào sẽ điền gì nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào đáp án nào. Đáp án sẽ như sau. Với du lịch các con sẽ điền giờ. Giúp đỡ thì chúng ta sẽ điền gì nhé. Với giao tiếp thì chúng ta cũng sẽ điền gì. Dạy bảo và dòng kẻ thì các con sẽ điền cho cô chữ giờ, được chưa nào? Chúng ta đã hoàn thành xong một nửa số câu hỏi của buổi hôm nay rồi. Tiếp tục các con sẽ đến với câu hỏi số 6 nhé. Câu hỏi số 6 này. Cho các con được lựa chọn A hoặc B. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát vào ý A nào. Yêu cầu các con điền chờ nhẹ hoặc chờ nặng vào chỗ trống. Bây giờ các con chú ý nghe cô phát âm để chúng ta phân biệt chờ nhẹ với chờ nặng nhé. Phòng học là chiếc áo. Bọc chúng mình ở trong, cửa sổ là chiếc núi, che chắn ngọn gió đông. Đoạn thơ theo tác giả Nguyễn Lạng Thắng. Bây giờ sau khi nghe cô đọc xong rồi, thì các con chắc hẳn đã tìm được đáp án rồi đúng không nào? Và sau đây là đáp án cho ý A của câu hỏi số 6 nhé. Với chỗ trống đầu tiên, các con điền cho cô chờ nhẹ. Tương tự, chỗ trống thứ hai chúng ta cũng điền chờ nhẹ nhé. Ở chỗ trống thứ ba này, thì các con sẽ điền cho cô là chờ nặng, được chưa nào? Và còn lại thì chúng ta đều điền cho cô chờ nhẹ hết, được chưa nào? Vậy là chúng ta có tới 5 chỗ trống điền chờ nhẹ và chỉ có duy nhất một chỗ trống điền chờ nặng mà thôi. Với chỗ trống ở tiếng tre thì các con sẽ viết hoa cho cô nhé, bởi vì đây là đầu câu. Đó là ý A của câu hỏi số 6. Vậy ý B của câu hỏi số 6 sẽ có đơn giản như vậy hay không? Chúng ta cùng đi vào hoàn thành nhé. Ý B như sau. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Chúng ta có các từ in đậm là mơ, yêu, dân, đê và chô. Bây giờ các con hãy điền cho cô dấu hỏi hoặc dấu ngã để hoàn thành thành tiếng phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ đọc thành câu nhé. Trước hết chúng ta cùng đi vào điền các tiếng có dấu hỏi nào. Đầu tiên chính là mở, tiếp tục là hiểu và để. Vậy thì còn lại, dấu ngã chúng ta sẽ điền vào các tiếng như sau. Hướng dẫn và đúng chỗ. Bây giờ cô sẽ đọc cho các con nghe hai câu hoàn chỉnh nhé. Câu thứ nhất, sách giúp chúng em mở rộng hiểu biết. Và câu thứ hai, cô phụ trách thư viện hướng dẫn các bạn để xét vào đúng trên giá. Vậy là ý A hay ý B của câu hỏi số 6 thì đều rất đơn giản rồi và chúng ta đã hoàn thành xong. Bây giờ, các con cùng với cô sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi số 7 nhé. Câu hỏi số 7 này yêu cầu các con viết lời giải cho câu đố về đồ dùng học tập. Ý A nhé, các con chú ý lắng nghe này. Chẳng phải bò, chẳng phải trâu, uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn. Các con suy nghĩ xem với câu đố vừa rồi thì nói về đồ dùng học tập nào nhé.
một đồ dùng mà các con dùng hàng ngày để có thể viết chữ đẹp đó. Và đáp án cho ý A này chính là bút mực. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu đố tiếp theo nào. Ý B của chúng ta nhé. Da tôi màu trắng, bạn cùng bảng đen, hãy cầm tôi lên, tôi làm theo bạn. Và đó chính là đồ dùng học tập nào mà các con hay được dùng ở lớp 1 nhỉ? Có màu trắng này, được viết với bảng này và các con có thể tẩy được. Đó chính là viên phấn. Các con đã hoàn thành vào trong vở cho cô nhé. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 8 nào. Câu hỏi số 8 nằm ở trang 45. Yêu cầu các con điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào ô trống. Và chúng ta có tất cả là 4 ô trống trong đoạn văn sau. Chủ nhật, mẹ dẫn Bi đi hiệu sách. Cậu say sưa tìm hiểu hết cuốn này đến cuốn khác. Khi tìm thấy cuốn sách mình yêu thích, cậu reo lên. Mẹ ơi, cuốn này hay quá, mẹ cho con mua cuốn này nhé. Bây giờ sau khi nghe cô đọc ngữ điệu như vậy, các con cùng suy nghĩ với cô xem chỗ nào chúng ta sẽ điền dấu chấm để kết thúc một câu hay chỗ nào sẽ điền dấu chấm than để bộc lộ cảm xúc nhé. Còn với cô này, cô sẽ làm như sau. Với chỗ chấm thứ nhất, cô sẽ điền dấu chấm. Tương tự, chỗ chấm thứ hai, cô sẽ điền dấu chấm. Với chỗ chấm thứ ba thì là câu nói lên cảm xúc của cậu bé. Vì vậy, chúng ta sẽ điền dấu chấm than nhé. Và chỗ chấm cuối cùng thì các con cũng điền dấu chấm cho cô. Rồi, chúng ta đã đi vào được câu hỏi cuối cùng rồi nào. Bây giờ là câu hỏi số 9 và câu hỏi số 10 sẽ là câu hỏi kết thúc của buổi ngày hôm nay. Các con cùng tập trung nhé. Câu hỏi số 9 này. Yêu cầu các con điền dấu phẩy vào vị trí phù hợp trong mỗi câu dưới đây. Bây giờ các con nghe cô ngắt nghỉ để điền dấu phẩy và chỗ thích hợp nhé. Ý A, sách báo, tạp chí đều được xếp gọn hàng trên giá. Câu B, bạn Mai, bạn Lan đều thích đọc sách khoa học. Và câu C, học sinh lớp 1, lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ năm hàng tuần. Chắc hẳn các con đã tìm ra câu trả lời rồi đúng không nào? Và chúng ta sẽ đi vào đáp án ngay nhé. Ở câu đầu tiên, các con sẽ điền cho cô dấu phẩy giữa hai từ sách báo và tạp chí. Ở câu thứ hai, các con sẽ điền dấu phẩy ở hai từ bạn Mai và bạn Lan. Tương tự với câu C thì giữa học sinh lớp 1, các con sẽ điền một dấu phẩy để cách với lớp 2 nhé. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 9 câu hỏi rồi. Sau đây sẽ là câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 là mở trang 45, yêu cầu các con viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em. Các con có những đồ dùng học tập nào? Ví dụ như sách này, vở này, bút này, hay là thước kẻ, và rất nhiều đồ vật khác nữa. Và để viết được 4 đến 5 câu theo đúng chủ đề của bài, thì các con sẽ nhìn vào các gợi ý sau đây. Thứ nhất, để giới thiệu đồ dùng học tập, thì đầu tiên các con phải nêu tên. Thứ hai là hình dạng, màu sắc của đồ vật đó. Thứ ba là công dụng, đồ vật đó dùng để làm gì. Và cuối cùng là cách bảo quản, chúng ta sẽ cất nó ở đâu và như thế nào sau khi sử dụng xong. Bây giờ các con cùng suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi số 10 nhé. Còn với cô này, cô sẽ viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập như sau. Con quan sát nhé. Nhân dịp năm học mới, bố mua tặng em một chiếc bút chì rất đẹp. Chiếc bút chì của em được làm từ gỗ
Vỏ bút có màu xanh da trời, chiếc bút dài, ở phần đuôi có một cúc tẩy nhỏ, xinh màu trắng. Bút chì giúp em viết được nét chữ và vẽ được những bức tranh đẹp. Em rất thích món quà này của bố. Em sẽ giữ gìn chiếc bút chì thật cẩn thận. Vậy là cô đã hoàn thành xong 4 đến 5 câu giới thiệu đồ dùng học tập rồi. Và đồ dùng học tập ở đây mà cô nói đến chính là cái bút chì. Được chưa nào? Về hình thức thì các con nhớ là sẽ viết cho cô. Viết hoa chữ cái đầu tiên, kết thúc một câu là một dấu chấm. Và sau dấu chấm các con lại viết hoa chữ cái đầu tiên cho cô nhé. Bây giờ thì các con cùng hoàn thành vào trong vở thật nắn nót nào. Như cô đã nói thì câu hỏi số 10 sẽ là câu hỏi cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Và sau khi hoàn thành xong thì buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất mong gặp lại các con ở những buổi học tuần sau nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.